Em chào anh em nhé. Để cái lô mic bãi vừa rồi về thì em đã có dán hết đề can cho anh em, dán với cái màu vân gỗ nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Tay thì tuyệt vời, zin rồi. Nhưng mà tay mic như này thì đẹp đúng không? Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ em nhé. Vì là mic bãi này mà anh em chơi Tết thì cái dòng mic Beoline này thì nó sẽ có được một cái chất lượng âm thanh rất là hay. Hay rồi thì không phải nghĩ. Thì còn cái tay mic thì hàng bãi nó hơi xấu, thì đây em đã có trang điểm lại cho anh em rồi. Giá công khai là 2,5 triệu anh em nhé, 2,5 triệu cho anh em. Đó, anh em nào mua thì có thể liên hệ em. Đấy, toàn bộ tay thì đều dán rất là đẹp, dán vân gỗ rất là ok. Đầu thu của nó thì rất chi là đẹp, anh em có thể nhìn nhá. Đấy, đầu thu thì rất là đẹp rồi. Đây, đầu thu của dòng này thì nhìn không phải nghĩ rồi. Đó. Đó, ok nhá. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em. Dòng này thì em đã có test, có một video test về nó rồi. Anh em có thể nghe thử vào cái chân của nó. Rất mong sự ủng hộ của anh em. Tết đến nơi rồi, anh em nhanh tay. Hàng Tết là em cũng chỉ còn gửi được mấy hôm nữa thôi. Anh em nhanh tay đặt hàng thì em sẽ gửi về để có một bộ mic cho Tết. Chỉ với hơn 2 triệu mà chất lượng âm thanh bán mới bây giờ nó đang gần chục triệu nha.